bình minh sáng tươi qua anh ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ ru ngà yên canh mơ chỗ bồng, bờ đời mình xanh ướt mướt trời chim nhờn sơn ca liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Về đây bên nhau nè, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm, sương ướt lạnh bờ vai. Nên cắt cái này nữa nha bạn, đó, cắt tròn lại luôn nha bạn, nó làm không nên cắt tròn luôn mà. Ok nha bạn, láng bóng hoài rồi nha bạn. Giờ là đi cái lỗ trong nữa nha bạn. Thì cái lỗ, khoanh lỗ trong nữa là ok nha bạn. Ok nha bạn, cũng xong một cái nhông nha bạn. Giờ đến cái nhông này nha bạn. Còn không ráp vô xong tiện nữa nha bạn. Okay. Nãy là tiện mặt ngoài nha bạn đó, bây giờ là tiện mặt trong nha bạn, chuẩn bị phòng bông tiện lỗ trong nha bạn. Phần tiện nhông đã xong nha các bạn đón xem phần tiếp theo nha. Nếu video thấy hay, các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh luôn nha. Và nhớ đừng quên bình luận góp ý cho mình nha. Xin mời các bạn xem phần tiếp theo nha các bạn. Rồi, phần này tiện cái này nha bạn. Láp này nha, cái láp này nha bạn. Cái gì hành đó. Cái gì vậy? Cái gì đó, cái gì mà nó tình gì đó. Là nhiều quá chứ, nó để lại. Má để lộn nó.
Giờ bạn Phong đang chỉnh chạy ren nha bạn. Hay số là chạy ren nha bạn. Chơi nha bạn. Coi bạn Phong chạy ren nha bạn. Xong luôn. Ủa, vô tới đây thì có. Xin tư còn đưa đứa trắng không trời. Ok nha bạn, cũng được rồi nha bạn. Đó. Vuốt. Không. Ok nha bạn, đó xong rồi nha bạn. Tiện giờ xong một đầu nha bạn. Giờ lấy qua đầu này tiện nữa nha bạn. Đó. Hôm nay chỉnh.
Ok nha bạn, đó thì bạn Phong dặn con tán vô đó, ok. Còn nó đóng tạng vô đó nha bạn. Đây, đi ra đây. Ok. Ở ngoài mà Hoàng không Phong ở trong mà Phong đang tiện nha bạn. Đó, giờ bạn Phong thân tiện cái gì nữa nha bạn. Được một đầu rồi nha bạn. Bây giờ bạn Phong đang gỡ đầu rồi tiện lên đầu này nữa nha bạn. Đó, đầu này thấy nó xét không? Thì bạn Phong cũng bị tiện nữa nha bạn. Thank you.
Đây các bạn, đó là bộ phận nóng vô rồi các bạn. Để lấy các bạn vô các bạn. Nóng các bạn vô rồi không các bạn. Để rồi không làm gì tiếp nha các bạn. Quá là ok. Xong nha các bạn. Đó, đầu này là tiện con tán xong nó vớt nè các bạn. Còn đầu là dưới là bên này là đóng bạch đạn, ở trên là cái nhông nha các bạn. Nó cũng hoàn tắc nha các bạn. Để coi bạn Phong làm gì nữa nha các bạn.